Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 7, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tín ngưỡng tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 364 cơ sở thờ tự có yếu tố tín ngưỡng, 119 di tích lịch sử văn hóa các cấp. Toàn tỉnh có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận, với trên 77.000 tín đồ, chiếm khoảng 9% dân số toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã tham mưu và phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo cấp huyện, chủ động nắm tình hình, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương có liên quan xử lý giải quyết các vụ việc, đáp ứng yêu cầu hợp pháp chính đáng của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật. Nhiều cơ sở tôn giáo được chính quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo cơ sở thờ tự khang trang theo đúng quy định của luật pháp và quy hoạch của tỉnh. Việc kiện toàn tổ chức, củng cố đức tin, hướng dẫn hoạt động cho tổ chức tôn giáo các cấp cơ sở được quan tâm chú trọng. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo cơ bản tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nhân dân và đồng bào các tôn giáo luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các cơ quan thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo đã làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đề xuất kiến nghị các giải pháp tỉnh cần quan tâm thực hiện thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật. Để tăng cường lãnh đạo về công tác tín ngưỡng tôn giáo thời gian tới, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị các thành viên ban chỉ đạo và các cấp làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý khi có vụ việc phát sinh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo, nhất là luật tín ngưỡng tôn giáo, quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đặc biệt là vùng có nhiều đồng bào dân tộc và tôn giáo. Cần phát huy vai trò đội ngũ cốt cán trong công tác tôn giáo, quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Tăng cường kiểm tra giám sát, tạo sự đồng thuận giữa các tổ chức tôn giáo chức sắc với chính quyền địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao một số sở ban ngành liên quan tham mưu thực hiện và giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất đai tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.